chạy lại dặn nhỏ nó kêu 20 cái đâu. Dạ cái hả, bây giờ mình đi. Hiện tại thì mấy chị em cũng biết là chị Kim Loan, chị Thủy với lại anh Lâm đang có mặt ở chợ Châu Đốc cô chú anh chị các bạn ơi. Đây là cái phần đầu chợ nha. Ở phần đầu ngoài này thì khi mà mấy chị em muốn ăn giặt thì mình sẽ đi một vòng rất là nhiều luôn. Đây, đây là những cái bánh tét mini, bánh tét nhỏ. Chị, có nhân nè chị. Có nhân nè. Ở đây thì em thấy là nó có hai loại nhân. Cái cột dây đỏ là nhân đậu, còn cái cột dây vàng là nhân chuối. Đậu hay chuối? Đậu, chuối, chuối, đậu. Vậy lấy hai cái bằng nhau. Cái này bán sao vậy chị? Khó ăn lắm. Ba cái 10.000. Chục là mấy người, quên mấy người. Chục là mấy cái. Chục vậy là 10.000. Chùm là 10.000. Chục là 10 người. Cái 10.000 mà hay có 10.000 ba cái. 4 ca 4 sau 12 cái. Còn không thì 3 sau là 9 cái. Chị cho em xin cái bọc đi chị. Điểm nào? Dạ nhân ngọt chứ nhân chuối chị Thủy ơi. 4 sầu, 5 sầu, 6 sầu tổng cộng. Có khuyến mại cái nào không chị? Không tặng phẩm à? Này bán sao? Cái đó cái đồng này chục 45. Chục 45. Bánh này gọi là bánh gì chị? Bánh xù xê. Cẩm ơi. Bánh xù xê nè Cẩm. Bánh su xê hay còn được gọi là bánh su thê. Bánh mới không vậy? Màu mới. Nhiêu tiền? Cái này 6 cái này 45 trăm cái này. Đâu rồi anh Lợi đâu rồi? Anh Lợi ơi! Muốn có phù thê thì hãy ăn bánh xù xê. Cho anh nguyên bịch luôn. Tại vì muốn có phù thê. Không mua đồ nấu ăn. Nấu ăn hả? Cũng như lương. Sẵn ra ngoài luôn. Dạ, vậy là qua khu chợ hải sản. Chợ rau lớn đó tao chị. Ôi, thốt nốt. Chết. Chết xay. Cái trái này hồi xưa lúc mà đi học á là người ta cột thành chùm á anh. Nhưng mà nó nhỏ xíu vậy nè, nó không bự giống như giờ đâu. Ở trong nó có cái nhân, có cái hộp, có hộp ngọt. Ơ ơ chị ơi. Ê coi có cái xấu không, mua cho mấy thằng con trai. Dạ. Nói chị. Khủng long. Đây hả? Trời ơi. Khủng long chị ơi. Nó đồ khủng long hả? À cá sấu. Khủng long. Khủng long bơ. Bơ hả? Khủng long đại. Con nhỏ hơn. Con nhỏ hơn. Con nhỏ hơn. Buffet, buffet, buffet à. Chị pin à? Khủng long màu đen. Cái nào pin? Cái này là bên này. Này hả? Ừ, này đâu mở ra coi nó là đi. Gì? Nó có đi không? Có. Đâu cho nó đi không? Để đưa cho Thành nó gỡ ra. Trời ơi, trời ơi, giờ nó đi kìa. Ủa anh con này nó không có cái câu mà ai 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 à, bọn con giúp hả? Là gì? Trời ơi, mày khùng vừa thôi nha, mày đứt bóng vừa thôi. Nó đứt hai bóng. Cái nào? Cái nào lửa đi cái một cái này hai cái này. Cái này là vĩnh viễn, cái này là 250. Nói thiệt giá nghe cưng. Con này thì 300, cái này mình xài ngoài được rồi. Con đó là 250. Con nói thấp. Cái con đó hả? Hai thằng đặng đó. Coi chừng quýnh lộn à. Hai thằng lấy hai con lạ lạ. Ừ, một hai con đây vậy quýnh lộn không giống. Hả? Mua con này với con này hay sao? Hai con lạ lạ. Rồi. Okay. Giờ tính đi là nhiêu bớt sao? 300 với 250 là 550 nhưng mà tính có 500. Bớt 50. Có 200 hộp không? Dạ đồ này đồ mới chưng không một con. Mới chưng bỏ rồi. Vậy là không có hộp là trừ. Là lấy bọc từng cái này cho cơ. Đây 500. Dạ ok cơ. Cảm ơn chị. Đúng rồi bên trái. Mà anh có vô vậy? Ủa này không bắt cái hộp nó vô.
hàng thiếu hộp. Báo quà mày. Chị ba, báo quà mày. Giống chị ba ghê. Sao giống chị? Tại vì hồi xưa con chơi có mấy con mà mở lên nó hát cái bài Bosley ly á. Ai 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 đó. Ừ. Trời quá trời kim sao lỗ chiếu chiếu luôn. Trời ơi dép gì sao biết được đâu lựa. Trời ơi giữ thằng chưa. Ai mà gu kim sao lỗ chiếu chiếu thì quẹo vô đây nghe mấy vậy. Khánh Tri đồ dễ thương nè. Quá hộp rồi. Chị mua dép. Mua mang ở trong á, chị đi mà không có dép chị đi không được. Dạ. Chân chị nó dơ mà nó nhắm quen rồi. Chị nghĩ sao vậy, đi dép hình con vịt ở trên. Trời cho mày. Dạ cho chị, mang trong nhà mang cho dễ thương thôi chị. Rồi cứ nghĩ sao. Sao mày nếu chị tạo hai cái kênh nặng tao quạt quạt như mấy con vịt luôn đi. Ê hai con mắt thì ngang phù hợp với cưng á nha. Đâu chị mắt đâu. Hai mắt đó là dép em bé, không có xe lớn chị có, ơi. Xe lớn luôn. Mà em thử giùm cho. Tại chân em chân vậy nó cũng nha. Cỡ cỡ đây không có trả giá nha. Được á chị. Em vậy là chị được á. Được rồi. Mang sẹt sẹt trong nhà thôi. Dạ. Mấy anh nam này của ai chị? Có ai mới dây súng 10? 42 hả? 40 có người đó. 42 nè. 42 kìa. Thử thôi. 42 đâu anh? Vô đi. Đây 42 nằm đây. Đây đây 42 nè, cột vô. Đây cho nó giúp caramel đây. Đây em cầm cho kìa anh thử cho. Được không? Đó. Trời ơi 42 nghe mọi người. Vừa kính luôn nha. Mang luôn. Mang luôn. Mang luôn. Mang luôn. Bỏ giày bỏ ấy ra. Anh Nhật ơi. Ừ. Đâu nào 42 nè. Anh Nhật đâu rồi không biết nữa. Cảm ơn bố đồng đội cùng nhau đi. Nói chuyện đi. Hợp nhau. Trời ơi bỏ ra dép luôn vậy đó hả? Bỏ ra dép luôn rồi. Dép luôn. Không đói đi. Đừng dép. Bỏ vô. Bỏ sớm nhả không? Đôi này thôi. Mấy đứa mua gì mấy đứa mua đây mở trời ra giờ có vô đâu được rồi. Trời ơi trời gì trời ơi trời chuyện gì xảy ra buộc dây kìa chị ơi chị xảy ra giữ chặt không ý sao rồi cái đầu anh đi đầu anh kia trời ơi trời ơi bạn không vậy lắm nhờ có lắm dễ thương quá à. Tao mua hai đôi cái tao mang chiếc này chiếc kia cái mấy người đi hỏi ủa có bán dép đó tên tao mua hai đôi tao mang vậy đó có rồi hai con theo mốt vậy đó rồi mấy thằng ca sĩ nó nhảy đường phố đó chiếc kia chiếc nọ rồi qua ngày mai cái chiếc sao hỏi chị nó cũng mang vậy đó triệu sáu mười quảng cáo à bỏ 10 ngàn đi triệu sáu trả triệu sáu không lẽ 10 ngàn là nói rồi 150 đi 1 triệu dạ 1.6 nhiêu đôi em biết tao biết giá trơn rồi 4, 5, 6 7, 8, 9, 14 thôi. Chị. Ủa? Cái này mày chị kiểm kiểm lại từng món. 4, 5, 10, à 14 em xin lỗi. Chị kiểm lại từng món này đó. Rồi, ok. Cho cái bao bỏ vô đi cho dễ xác. Trời ơi, đủ rồi. Rồi, let's go. Bao là cái bọc á. Bao đen, cho bao đen. Cái bao này mai mốt về có xài thêm nhắn tin ủng hộ em ha. Nhắn cái ship tới chỗ. Có ship tận nơi luôn. Ship tận nơi có miễn phí ship không anh? Không, ship miễn phí là miễn phí rồi. Cho con lấy cho con chồng vô. Rồi, cảm ơn. Dạ đi đi mua. Rồi, cảm ơn cả nhà nghe. Dạ rồi. Giấy giúp hộ. Cảm ơn cô. Tay đi chợ cá. Ừ. Chị đi trước thôi kìa. Giờ tới ghế trước rồi đó. Wow. Quá trời gấu luôn kìa. Cưng quá vậy.
chuyển mưa. Nãy giờ hãy lựa đồ ghép màu gì vậy? Màu da. Màu da hả? À là cái đó màu hồng á hả? Chỗ cô đó bán dép mềm hả chị? Dép mềm ghê. Dạ. Mưa rồi. À, ở chợ Châu Đốc thì chia ra làm hai khu á cô chú. Và cái phần đầu tiên ở ngoài hồi nãy giờ mấy chị em cùng với lại chị Kim Lân đi á, là cái khu bán mắm cũng như là bán những cái vật dụng rồi và những cái quà lưu niệm mang về. Còn ở phía trong này á, là chợ hải sản, chợ cá cũng như là chợ rau. Một cái hũ cà pháo á chị thấy. Hũ có 30 ngàn nè chị. Cà pháo. Cho một cục ăn thử. Cho mình thử. Dạ nó. Cà pháo. Cà pháo. Thấy miếng giấy cho cô ta tại. Được không anh? Có đồ chai nữa kìa, có dưa kẹt đồ chai. Có đồ chai nữa nè bên đây nè. Cà pháo. Anh Lâm mua cà pháo. Anh đang thử. Anh đang thử. Được không anh? Được. Anh Lâm nói cái này được. Giống giống như cái này cũng ngon mà chị ăn thử cái gì nha. Lắm. Cũng thử này củ cải, còn này mắc sen nè. Không củ. Cái gì củ cải trắng. Cái này là cái củ sen, đúng này củ cải trắng. Đúng rồi. Rồi tính tiền thì có không? Gì? Cà pháo mắm nêm hả? Thôi khỏi rồi. Ở nhà có mắm nêm tôm. Cà pháo mắm tôm. Mắm tôm. Cái này là có kiên. Chứ nó không để ai kiên hết trơn. Là 40. Chứ chống thôi. Bế tiền thôi đi. Mày đại mày còn lấy tao. 40. Dạ. Sửa chữa lại và trùng tu lại cho nên là bây giờ nhìn cái chợ rất là đẹp. Nhưng mà ở phía hai bên của cổng chợ thì vẫn giữ lại được cái nét hoài cổ già xưa. Đây là những cái cửa hàng mà bán từ rất là lâu đời rồi. Đây, cái bảng chợ Châu Đốc. Trời ơi, Lâm ơi. Súng gà sống. Giờ kiếm lương trước đi coi có không. Đi qua bên đây đi chị. Ốc này, ốc này giò trộn thịt với lại dồn thịt với ốc nhồi. Nước không? À, tiêu. Hát tiêu, hát chứ. Ốc, ốc nhồi thịt với lại ốc hấp tiêu. Tiêu. Vậy mà mua thịt nạc luôn. Dạ. Ta bầm thẳng mình khỏi về bầm. Không, mình về mình làm đi. Về mình bầm cho ngon chị. Mình về mình làm đi chứ. Bao nhiêu một ký vậy chị? Cái này là ốc gì chị ạ? Lát đồng. Lát đồng hả? Rải đồng không? Nhà em ở xa lắm á, em mà lên kiếm bà là lâu lắm á. Mới kiếm ăn ngon thì trời rồi. Ngon mới lên kiếm nữa chứ. Bớt đi chị, bớt đi mấy vài ký sao. Dạ. 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 Dạ.
gì đi. Nhìn con dép thả vô, bóp nó lại, hấp. Chảo. Ốc nè chị. Chị, là đưa ốc. Luôn đó là ốc không biết lượng sao luôn nằm. Đó giờ muốn ốc là chị hốt thôi chứ đâu biết lựa đâu. Mấy con cừu bự giòn nó mau. Trời ơi. Dạ. Lương đồng hả lương nuôi. Ta nói lương đồng. Với cái sự quan sát của em thì con này nó không đồng đâu nha. Cái này lương giống lương nuôi luôn. Dạ nuôi. Nó còn lương nữa. Đồng thì nó nhỏ. Bình thường nó đồng cái màu vàng của nó không có giống vậy đâu. Ui cái gì mà to thế? Bự dữ thằng vậy chị. Ờ, với lại cái màu đó không phải đồng anh ơi. Mình đi coi thôi, còn vài chỗ nữa không chị? Coi còn đâu có nữa không? Bên này thì bán hải sản. Dạ. Ngó này sao? Ngó sen. Như 1 ký. Xào thông vậy á. Xào thông là ăn với lại cá kho. Dạ. Ngó sen giòn. Miếng đi kia rồi. Đó, cái bị đó, cái okay. Hết đi rồi chị lấy. Cho hành ngò đi miếng nè. Nhiều. Chị An với lại Cẩm đang lửa ốc ở dưới đó chị. Dạ. Đây. Làm xuống dưới coi ốc nhiêu trả tiền thôi. Chị chị đi kiếm lương. Dạ. Để mình đi vòng kiếm trước cho. Tại vì mình đi chợ trưa rồi á. Ở đây chỉ có cá bóng 30.000 ký à. Mua vừa luôn chứ giờ khỏi tới chạy hết. Ở trên không thấy có, ở trong thì em không biết có không. Ốc lưng 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 đồng á hả? Dạ, không phải đồng. Cái đó không phải đồng. Chỗ đó là nuôi. Đồng thì chỉ có dưới một cùng. Ốc nè. Giờ mẹ Vinh gì mà bự dữ vậy? Cái đó không phải cái gì á. Chà bá luôn. Bự ghê ha. Bỏ hết mấy cái con trọng đậm bằng chậm ra thì cái này bán sao vậy anh? 200 ký. Giá bán không? Bán này giá không tốt. Lấy bắt cái con mặt mặt đi. Cho 4 con đi. Không không. Rồi. Chị ơi vừa vừa thôi. Bỏ bụng hay để nguyên. Làm luôn giùm đi. Làm chẳng luôn đi. Cân lên đi là làm chẳng. Tính chẳng 2 ký đi. Dạ 2 ký mốt nằm 2 ký mốt 5 chục. Lấy rồi em kia tính chẳng 2 ký. Con dạ. 2
200 22 400. Cái này đang còn nữa. Nhiêu em? 5 con 400 ạ. 403 hả? Dạ. Làm luôn. Mua rau chỗ nào bán dừa, mua dừa về khỏi đi chợ. Dừa, chị ơi, dừa mình dừa mình mua từ đây lên về nhà nó hư không? Dầm về nhà bao lâu? Cái nào? Mua gì? Về nhà rồi. Sau khi đi chợ mình có đi đâu nữa không chị? Không. Tại vì em sợ về lâu quá cái dừa nó bị hư á. Cái dừa vừa hư. Dừa mình để ở ngoài không để tủ lạnh sợ nó hư á. Sao mình đi về liền mà. Dạ. Không muốn về nhà mua thì về là tùy à. Muốn về nhà mua thì tùy à. Hả? Sao? Muốn về nhà mua. Ờ, muốn về nhà mua thì về. Về nhà mua giờ đó còn ai bán không? Ừ. Giờ mình còn rau cải còn gì không? Nấu canh gì? Rau ngổ nhà có. Mua thịt bằm nó nhỏ dốc. Nằm đâu? Bên đây. Dạ bên đây. Dưa leo đi, mình nhà hết dưa leo à. Dưa leo bán sao vậy chị? Để con 20 đi vậy. Ba. Dưa này mới, còn phấn. Căng giùm em. Wow. Ký nhiêu? Dạ 15.000. Đấy. Hỏi canh ha. Hay là muốn cá canh không? Hả? Ăn nó rồi còn canh gì nữa thôi. Rồi. Mắm muối vậy nhà đầy đủ chưa? Đó. Đó. Cho xe anh ta qua đi. Mình cứ mua nó xây ra thôi chứ đâu có xây. Ôi trời. Ba đổi nè. Ừ, đùi được rồi. Dạ, cái đó thịt nạc. Đây là nạc dâm á. Dạ, nạc dâm để bên. Chắc cái này đi. Dạ, cái này cũng là nạc dâm. Nạc dâm có mỡ. Nhiêu ký vậy? Dạ, ký 100. Em có khăn lên chứ. Tại khoảng nhiều á, anh chán. Nhiều á. Khoảng nhiều ký. Nửa ký thôi. Trăm ngàn ký. Lấy bắt cái con mập mập đi, cho 4 con đi. 5. Rồi. Hai cái này hay cái kia chị? Chị lấy cái cơm coi chị thô hay là ướt? Ướt vừa vừa thôi. Chị lấy cái dẻo dẻo giùm này. Dẻo. Dạ, lấy trái em lấy trái em không lấy khùi.
lão rảnh nha, xong rồi trả nha. Nhà tụi em lên đây có nổi tiếng hả chị? Lấy mấy cái sành đi chị. Sành nó đừng có lửa bự quá, vừa thôi. Không có bự. Mấy cái gà nó dập dữ. Bự lắm không? Dạ. Vừa sức nó. Cái gà nó lao tay. Cái đó về. Chị Thủy cầm giùm em lấy cái máy tính đi. 101 nhân 97. Đây. Đây. 1.567 ngàn. 87 thôi. Đúng rồi. Cố chị ơi, 5 ngàn cố. Cái cầm nữa rồi. Một triệu 067 ngàn. Nó là nhiêu? Nó là nhiêu em? 33. Dạ. Con không mua bà, sáng giờ con mua nhiều quá rồi. Bà ơi, con mua thuốc nốt rồi. Thuốc nốt bên kia. Dạ. Chị Nhàn, cái chỗ bán thuốc nốt á. À, hồi sáng thì mấy chị em đã đi dạo một vòng chợ Châu Đốc để mà mua được những cái nguyên liệu để mà chị bây giờ nấu ăn đó cô chú. Ở đây là cái phần thịt ốc nè, ốc thì đã được bầm ra trộn cùng với lại là cái phần thịt thùy nãy mua luôn, cái phần thịt đùi á, chứ là thịt ốc thì sẽ bầm rồi trộn lên. Trong này thì sẽ ướp những cái gia vị và đồ nêm. Trong này ướp cái gì vậy bác hai? Chút hạt nêm, muỗng hạt nêm, nữa muỗng bột ngọt, muỗng đường, nửa muỗng muối, cái dồn vô con ốc. Dạ. À, cái phần ốc sau tiêu. Khi được lấy ra xong thì đã được rửa sạch sẽ như thế này, xong rồi sẽ để cái cọng xả vô. Và tiếp theo là mình cho cái phần chả được nhồi xong vào như thế này. Đây. Khi nào mình ăn thì mình sẽ cái đầu nào mình rút ra là cái phần chả tự nhiên nó chạy lên trên luôn. Em đâu? Đây là thành quả một chú ốc nhồi. Quên nữa. À, mấy bé Lương ở phía bên kia. Lương thì ngày hôm nay sẽ được ăn cùng với lại các phần rau ngổ ở nhà.
Đây, đây là những con lươn đã được làm xong hết nên là cô chú rất là ngon luôn. Còn một chút thì sẽ có cái món là lươn rau ngổ. Trời ơi, hấp dẫn quá. Ngoài ra thì ở phía bên này cũng có một cá chả nè. Cái chả này là hồi nãy cũng được mua ở trên chợ luôn cô chú. Chị Kiều thì đang chiên. Cái chả này hồi nãy mình mua là chả gì vậy chị ba? Anh Lâm hồi sáng em mua cá chả vậy anh Lâm? Em mua cá chả vậy? Không biết luôn hả? Em cũng không biết luôn, em cũng không biết là cái đoạn mua cá chả hồi nào nữa. Dạ, vậy là anh lại mua hả chị? Cá chả chiên. Hành tỏi để khử. À, hồi nãy chị An có mua tiêu xanh đó chị. Tiêu xanh để trong bằng bên hông Út nha. Trong lúc mà chờ đợi những cái món ăn chính của ngày hôm nay thì bây giờ sẽ mời các cô chú anh chị và các bạn cùng ăn trước những cái đòn bánh tét hồi sáng mua ở trên chợ nha. Chị ơi, ăn bánh tét chị ơi. Cái phần lọc bà hồi sáng mà mấy chị em xin được các cô chú thì giờ chị An đang cắm vô bình nè. Đây. Mấy dạ. Đi cái đó mà vác về là chia ra cả xóm mình cùng xin lọc bà luôn á chị. Dạ đẹp quá à. Em thích mấy cái bông này nè. Nhưng mà tiếc một cái là người ta nhuộm chứ không phải là màu thiệt. Phải mà có màu thiệt thì còn đẹp dữ nữa. Cái đó là con nhuộm hả? Dạ nhuộm bác hai. Đã có tiêu xanh. Bánh tét, bánh tét. Không ăn à? Để đồ nói. Sắp quan trọng để khẩu sấy. Khẩu sấy. Hấp luôn ha chị hai. À, hai dầu. Thì phải để nêm thêm rồi giờ tới đường. Chị họ bà xào bà lấy cho này nhỏ lắm á. Nhỏ hả? Tới cái gì cái rưỡi không hết nha. Có chả bự giống chả bự 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 chả không cũng lật ra chứ bộ. Thôi để con về đi đâu chị, mình đặt con ngỗ đi. Tiếng muối. Quá khá luôn, con ngỗ nấy nó bự. Nhìn dính, quên chợ có mình đó phải. Nhưng mà cái này chắc cũng nuôi, không phải lên đồng. Giờ làm cái miếng cháo sẽ để cái rau ổ vô cái bằng cù lao xíu cái mình để lươn lên còn thêm một lớp rau nữa xong rồi ngồi ăn thì để than vô cho cái cù lao nóng lên anh đất thở rồi còn lớp dạ, nữa rồi đây út ơi để lươn lên mấy con lươn nó to quá út ơi có một cái tô nước cốt nhất nữa. Dạ. Thơm quá thơm, đồ ăn quá nhiều luôn. Thơm quá kêu dở mà vẫn thấy thơm. Dạ. Đây, thổi lên nghi ngút luôn.
xuống nghe nhá, xuống cho mấy cô lên cái dĩa luôn đi. Dạ. Dạ. Nóng nha. Ngon chưa? Chờ lại hà để vô. Mình chia luôn đi, cho mình bởi vì kêu tránh nghe nè. Chia luôn đi. Đó. Cái củ lan là bự lắm, để 4 khúc đi. Tại bự mới để vừa 4 khúc đó. Người ta nhỏ người ta phải nhiều mới phải. Đây nhỏ để không hết. Nhỏ mà đã nhỏ mà còn cho ít nữa. Là cái nước chưa cái này làm chưa cái gì nè. Chưa bên đó chưa. Chưa vậy trơn rồi để lên trên rồi sao tôi để lương vô. Để lương lên lớp nữa. Được không sao, để lên được không sao. Nè cái này bự nè. Hai cái bự để 4 phút đi. Nghĩ món này là món mắt sơn xào tỏi chị lo một chút khách. Chảo luôn đi, nên ngồi lắm rồi, chảo luôn đi. Có tôm tốt vậy hả? Tắt lửa lại đi. Rồi. Món này món mới lạ ha. Chị thả nói thành phố xuống nha. Ok, có liền. Quá trời đồ ăn rồi, cá chị nữa chị mới là sợ không đủ rồi. Cứ như vậy không á mà dư. Cái này làm thì món chả giò. Biết sao, tại chị muốn ăn có món mặn. Sau chuyến đi chợ thì giờ chiều nay gia đình tụi con có một cái bữa cơm rất là hạnh soạn luôn nha cô chú ơi. Ở đây thì có lương ngâm lá, lương ngâm lá cốt dừa với dâu gỗ. Đó là lương ngâm lá cắt thôi đó chị. Rồi bên đây thì có ốc nhồi nè, rồi một ít ngó sen xào, chả cá chiên cùng với lại là chả giò chiên nữa. Mời các cô chú chị các bạn cùng đại gia đình tụi con ăn cơm tối nha. Mời mọi người ăn cơm. Cùng cái đi. Vô cái đi. Vô. Hai tay vô. Bị đâu? Cái bình của chị nhá. Bình đây. Vô lại cái. Mình vô lại cái đi. Vô lại cái nữa đi mấy cô ơi. 1 2 3 Ủa cái ly đó bự mà khác màu vậy trời. Không, không được. Không ăn lo mình ngọt. Dạ được ạ. Cơm ngọt thì lưng ra. Đây chị qua đây chị bới cơm cho. Rồi, bên đây chị bới cơm thì chị sen xào tỏi thôi, đơn giản chấm với nước chuông. Rồi, vậy là ngon. Ví dụ em ăn nước mắm được không? Được. Cái gì? Tương tương nước mắm mới sao hãy nấu gì đó. Tôi có thử. Cái ly gì chị? Không, nước cơm. Cảm món gì cả? Nè nè có không được. Dạ. Kìa nha. Lăng. Vui lòng thanh toán. Tiền. Có 49.000 Đợi. Rồi mai chuyện. Mai mai kêu vợ con nhà đóng. Mai thứ mấy? Mai chủ nhật á. Còn không là 28 tháng 7 quá thời hạn thuê bao không thực hiện được. Làm luôn. Quay đây nè, đây đâu quay lên cổng hả?
mấy cái dĩa bỏ bớt gốc sen qua cho mấy cô gần đây nữa nè. Chứ để nhường nhường cái họ chứ chừa nhịt là chừa còn dư á. Ăn đi, ăn mạnh vô. Như chả giò ra hay chứ đừng có. Mấy đứa ăn ăn này nữa nè. Có, chẳng có gì nữa. Gắp lương rẻ hơn nó rụt hết nè. Chứ để hồi nhìn cái nhìn lưu dư quá trời đồ ăn. Trời ơi, lương dạ mờ rồi ha. Một cá gì tiêu quá ngon. Ồ, ngơ khen ha. Người làm khéo. Người làm. Không dò không nặng hả? Người quá khéo không? Không nhầu lên chuột luôn. Nó xe ngon quá chị ơi. Dạ ngon. Dạ. Mà ăn đi. Ăn chứ đựng giường hả bỏ tội chết á. Dạ. Nhiều quá trời. Nói xem cho muối ngọt. Bây giờ ngộ nó thấm chứ chưa. Bên này bên mổ lắm mà. Mổ chị. Nó đắng mà. Sao mà nhỏ chị ăn không đắng mà giờ đắng gì? Khúc lên để nhỏ rồi nhỏ chị. Dễ được. Ồ 8 9 tuổi. Chắc chị quên rồi đó chị. Cái gì đó lâu quá chắc chị quên rồi đó. Dễ gì. Ấm lên đâu. Cái gì mà ăn gấp bên nước ngàn kìa gấp. Muốn ăn dạ được em gấp được. Gấp được không? Dạ được. Trong nồi sao gấp được? Dạ được. Chứ nó dễ nữa được. Được rồi anh Hòa ăn đi em gấp được hết trơn à. Tại em ăn chưa tới món đó. Ăn này. Muối không? Muối không? Ăn. Không như ngủ ở dưới sâu nó không có đắng. Em gấp quốc dưới nó không có đắng gì. Gì chồng mà. Rau này bữa nào rảnh nó cắt cho nó đầm cái non lên. Em ruộng nó hết. Dạ. Bữa nay lên bông rồi. Độ nữa. Ừ để nó già quá ăn lên bông rồi ra cứng. Bữa nào ra ruộng nó đi anh ơi cho nó ra bông. Ủa cho nó ra cây. Ừ, nó già quá già. Phải cắt nó. Có. Để thử này chị. Thử này mình thử ăn tương không bác ăn ốc mà. Ốc mới ăn. Em mà chấm ra như vậy. Chấm ra. Không ngon rồi xào con mà tép vô còn không mà ăn gì nè cay cũng cặp ngủ cặp có bự chưa có dĩa không lấy cái dĩa không á đây là bảo qua đây này cái chồng bên đây sao lấy cái dĩa lấy thêm cái dĩa mà sao hình như chưa chỗ cho người kia nữa. Xích vô. Dạ ngồi cho chị xíu nữa mình xích vô sao. Giòn. Cảm ơn nhỉ. Bắp đường bỏ ra ngoài. Để bên kia tới không? Ngon quá ăn hết dễ mà chị ơi. Hả? Ăn đi chỗ này còn nè. Còn dĩa nữa nè, gác dĩa nữa nè. Chị mua tới gần 2 kg á ăn với rẻ nhiều chị.